rất là rủi ro. Nếu mà giá tôm thế này mà không giảm được chi phí thì hầu như là chỉ có lời rất là ít. Thì thực tế thì trong cái đầu vụ 1, vụ 2 của năm 2024 á, thì các anh chị ở ngoài farm á, thì ví dụ vụ 1 thì cũng rất là vất vả, tại vì lay sẽ chọn phương án nào cho thành công. Nhưng mà bước qua vụ 2 á, thì rất rất là nhiều anh chị khách hàng của Thần Vương đã sử dụng những sản phẩm của Lanlemang đã thành công rất là tốt, ví dụ như là Sóc Trăng, Cà Mau, Bạc Liêu, các tỉnh ngoài Bắc, đặc biệt là Quảng Bình và Nam Định, là thành công khá tốt. Nó chỉ tập trung vào một yếu tố là sử dụng những cái dòng vi sinh như Lanxi hoặc là cho ăn thì Probio, thì thấy là nó khá tốt. Thì đến thời điểm này thì mới có kết quả mà nghiên cứu, thì thấy nó cũng khá hay. Ví dụ như là cái biểu đồ mà cái tốc độ ức chế của Lanxi so với đặc thù là khử khuẩn Vibrio mà gây bệnh TBD, thì Duy thấy cái liều là 60 microlit. Nhưng mà thực tế thì khi ngoài kia dùng á, là hầu như là sẽ dùng cái liều là khoảng một gói cho 2.000 khối nước đến 3.000 khối nước trong tháng đầu á, dùng liều rất là cao. Nhưng mà anh thấy là như vậy thì quy đổi thực tế 60 microlit quy là tương đương với cái liều là mặt độ khuẩn là bao nhiêu trong cái Chắc trường là hợp này. trong phòng thí nghiệm thì họ sẽ dùng những cái liều khác nhau để mà họ nghiên cứu. Thì trong cái phòng thí nghiệm thì những cái nghiên cứu trong phòng thí nghiệm thì để chúng ta thấy là cái sản phẩm đó nó có hiệu quả hay không lên cái mầm bệnh. Chứ mình cũng không thể nào quy đổi ra được là cái liều giả sử 60 microlit đó là bao nhiêu trong tương đương với bao nhiêu trong ngoài ao. Mình sẽ không thể nào quy đổi được. Đây trong phòng thí nghiệm nó sẽ dùng những cái tiếp mà nhỏ xíu như này. Đấy. Và 60 microlit của mình á, mình sẽ không thấy được cái 60 microlit là gì luôn. Nhà thì họ dùng những cái dụng cụ thí nghiệm nó nhỏ cho nên mình sẽ không thể nào quy đổi được đâu. Nhưng mà về thực tế trong nếu mà dùng ở ngoài ao nuôi á thì những cái kinh nghiệm thực tế của các anh chị và các bạn ngoài ao nuôi á, thì rất là hay, thì họ dùng cái gói Lanxi liều rất là cao. Mà mục đích của họ là để kiềm được cái khuẩn và kiềm được cái và giữ được cái màu nước đẹp chỉ trong những cái giai đoạn đầu của giai đoạn dèo thôi. Rồi sau đó họ bắt đầu họ hạ liều xuống họ dùng chứ họ không 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 thể nào không không tiếp tục dùng một liều cao do nó phí thôi. Mà Thì nó có hiệu quả rất là tốt. thực tế là hiệu quả rất là tốt anh chị, thực tế là hiệu quả rất là tốt. Ví dụ như là ở Cà Mau đi, rất rất là nhiều anh chị farm dùng, đôi lúc anh chị là rất là cẩn thận ấy, thì sợ nó rủi ro ấy, thì anh chị kết hợp thêm những cái vi sinh khác, dạng nước khác, thì hiệu quả nó càng cao hơn nữa, hầu như nhân lên nhân đôi ấy. Chỉ thấy hiệu quả hầu như nhân đôi ấy, là 2 ngày dùng một liều, không đến mức là 1 ngày dùng một liều đâu. Đó, trong tháng đầu nha, tại vì cái mầm bệnh này thì ai cũng lo sợ mà. Tại vì cái chi phí mình đầu tư rất là lớn, nên thường các anh chị là sẽ chọn 2 công ty xen kẽ nhau. Thì như thế nó cũng bình thường, cũng ổn mà, miễn sao mình thành công là được, đâu nhất thiết phải dùng của một công ty. Thì nhưng mà với cái thí nghiệm này thì chứng minh cho thấy rằng là Lanxibavir là cực kỳ hiệu quả. Thì chi phí giá tôm hiện nay rất là thấp. Như vậy là Thần Vương vẫn duy trì cái chương trình hỗ trợ cho Lanxi đến hết tháng 6 anh chị. Chương trình rất là lớn, phải nói lớn nhất từ trước tới giờ. Giống như là mình đồng hành với khách hàng để khách hàng có điều kiện giảm giá thành, làm hết trong khả năng mình có thể. Dĩ nhiên như biết là nó cũng không đủ, cũng chưa đủ vào, tại vì chi phí thuốc trong một vụ nuôi thì nó cũng chiếm tỷ lệ khoảng dưới 25% thôi, thì nó cũng không đủ thấm vào đâu. Nếu chúng ta giảm thì ở đâu đó nó về 10%. Thì còn lại là các anh chị sẽ chọn lựa những cái thức ăn giá phù hợp và hàm lượng phù hợp, cũng không nhất thiết là phải đạm quá cao để nó tăng chí thành. Thì Duy nghĩ là kết hợp giữa yếu tố là ngăn ngừa cái bệnh TB, đằng nào quý anh chị cũng phải thả lại, cũng giữ ao, không thể nào mà bỏ hết cái lượng với cái giá tôm hiện nay. Tại vì chắc chắn là đầu tháng 8 dương lịch thì giá tôm nó sẽ đỡ lên một chút, vì qua cái tháng âm lịch mà, và tỷ lệ thả hiện nay cũng thấp, do vậy là chắc chắn là giá tôm nó sẽ cũng đỡ lên, tại vì không ai cũng có điều kiện thả, phải nói như vậy. Tại vì rất là rủi ro, nếu mà giá tôm thế này mà không giảm được chi phí thì hầu như là chỉ có lời rất là ít trong một ao nuôi. Nếu mà mình quản lý chi phí cực tốt nha, một ao nuôi Duy nghĩ lời hiện nay nó cũng nằm ở trong vòng 70 triệu trong ao, được ao lót bạc nha, và duy trì được quản lý tốt. Còn những anh chị nào quản lý tốt hơn nữa, giá thức ăn giảm hơn nữa thì lời là nhiều. Nhưng mà Duy biết rằng là Duy cũng hay nhắc đi nhắc lại là các anh chị lớn đều có giải pháp hết, không lo. Chỉ còn lại là cái khó là các cái người anh chị nuôi nhỏ lẻ của mình thôi. Nhỏ lẻ thì mình tận dụng hết những chương trình trợ giá để mình duy trì được cái con tôm và cái công việc của mình, cái ao của mình, và giảm được cái rủi ro. Duy nghĩ quan trọng là giảm rủi ro.
Còn nếu mà mình lợi dụng thuốc điều trị hết đó quý anh chị, thì Duy nghĩ cũng không không ổn lắm, mà rất rất là nhiều anh chị ngoài Bắc nha, Duy biết rằng là vẫn duy trì những cái dòng thuốc điều trị xuyên suốt nhưng mà lại thiếu sinh học. Sinh học nó đồng hành cùng, không sao quý anh chị, đồng hành để nó giảm rủi ro nhiều lắm. Và tại vì hiện nay là nó còn một cái vấn đề nữa là sản phẩm nó nhiều quá và chúng ta không biết sản phẩm nào là hiệu quả. Thì giống như Duy trình bày nãy, thì bạn Duy nãy trình bày thì cái dòng video của Lanemann là cái nguồn gen được lưu trữ ở Viện Pasteur của Pháp, thì cái tính minh bạch của nó rất là cao. Thì khi như vậy thì cũng là một cái niềm tin để chúng ta có cái động lực để chúng ta chọn lựa, và mình sẽ nhìn những người ứng dụng khác thành công thôi. Mà thực tế khách hàng của thằng Vương đặc biệt ở khu vực Ninh Bình hiện nay tỷ lệ thành công cực cao, và hầu như các anh chị dùng vi sinh là rất rất là ít luôn. Ít là vì sang tôn liên tục, à cứ 20 ngày sang một lần, 20 ngày sang một lần. Chủ yếu là ươm dèo, mấu chốt nó nằm ở trong giai đoạn ươm dèo. Ươm dèo thì dùng rất là nhiều, nhưng mà sau giai đoạn ươm dèo là 25 ngày là hầu như là sang, thì đó là một cách giảm chi phí. Nhưng mà Duy biết rằng là tiềm năng sau này nó còn một cách giảm chi phí cực tốt nữa. Thằng Vương cũng đang thực hiện cùng với các anh chị farm lớn, hoặc là bản thân thằng Vương cũng đang thực hiện. Duy nghĩ là cũng phải hết năm nay xong cái chương trình đó, thì sẽ có thể là Duy sẽ công bố và có cách nào đấy để hỗ trợ quý anh chị để nó giảm giá hơn nữa. Thì nói về cái chuyện mà chọn lựa sản phẩm, niềm tin sản phẩm ha, và những cái ứng dụng thực tế, thì khi mà ứng dụng thực tế thì mình không thể nào mà mình nói là ở độ mặn mà không phần ngàn mà mình áp chế hoàn toàn con bản thân độ mặn thấp hoàn toàn. Ví dụ các anh chị ở Long An chẳng hạn, độ mặn hầu như không phần ngàn thì cũng đó là một lợi thế. Khi đó TB đâu có phát triển đâu mà phải sử dụng, khi đó sử dụng cái gì cũng được, tôi nghĩ cũng nó là lợi thế. Còn lại là 3 phần ngàn trở lên hết là phải sử dụng, cái chị tốc độ phát triển cực cao. Ở đây mình nói tới tốc độ phát triển thôi, thì mình chưa nói tới cái động lực, tại vì cái đó thì tôi nghĩ là khó. Tại vì cái động lực thì những nghiên cứu chuyên sâu phải có thời gian, có thời gian. Và khi mà chúng ta ứng dụng vi sinh vào trong trại giống hoặc là trong tôm thịt đó, thì Duy cũng hay nói rằng là bên cạnh cái video đó thì mình phải nhìn thêm cái yếu tố là cái chất lượng nước và tốc độ phát triển con tôm nữa. Chứ mình cứ nhắm nhắm vào video không á, thì cái sản phẩm sinh học á nó không giống như sản phẩm diệt khuẩn được quý vị. Nó không thể nó không thể nói là khống chế triệt để giống như sản phẩm diệt khuẩn được, không thể. Do vậy là chúng ta duy trì ở cái ngưỡng video đó, và cái hệ vi sinh có lợi trong ao tổng thể nó phát triển nữa. Tại vì hiện nay chúng ta chỉ đo đếm là đo đếm cái lượng khuẩn vivo thôi, cái lượng tổng thể vi sinh có lợi trong ao mình chưa đo đếm được. Chưa đo đếm được vì mình không làm chứ không phải không được. Hiện nay các cái công cụ, hiện nay là nhiều công cụ làm được rồi, chẳng qua là mình không áp dụng thôi. Giống như Duy hay trình bày cái chương trình Microbiome Farm của thằng Vương ấy, nó là vẫn đo được mà, nhưng mà bằng những công cụ khác thôi. Thì thực tế thì do vậy là cái thực tế và phòng thí nghiệm nó sẽ lệch một chút, vì cái điều kiện thực tế là nó nhiều nhiều yếu tố lắm. Nhưng mà cuối cùng chúng ta nhìn lại là sau 12 ngày á, thì cái mẻ ươm của chúng ta tỷ lệ đạt mẫu nó bao nhiêu, nó tăng hơn bình thường hay không. Duy nghĩ cái yếu tố là yếu tố mấu chốt, so với những cái quy trình khác mà không ứng dụng Lansi Bioreim, không ứng dụng con video cúc chẳng hạn.